Pin.vn giới thiệu dòng pin Energizer với mã sản phẩm Energizer Maxlux E92 hay còn gọi là pin 3A, pin đũa 3 chữ A. Đây là một vỉ pin chính hãng Energizer, đóng gói một vỉ 2 viên và một hộp là gồm 12 vỉ 24 viên. Điện tích hay còn gọi là điện thế của một viên pin là 1.5V. Kích thước của mỗi viên pin là đường kính khoảng 10.5mm nhân chiều cao khoảng 42.5mm. Và đây là một dòng pin Alkaline pin kiềm không sạc chất lượng cao, cao cấp hơn dòng Energizer Max Alkaline. Thì hàng chính hãng bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một vỉ cũng giao, tính phí giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340. Xem thêm tại website pinnuonguon.vn hoặc pinnuonguon.com. Xin cảm ơn.